cho các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Mà Vật sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái chế độ auto calip của máy ZT nói chung cũng như là ZT nói chung. Đây là máy ZT 230 nói riêng. Thì nhiều người sẽ gặp cái trường hợp đó là lúc các bạn mở máy lên thì giấy nó sẽ tự động calip ra khoảng cỡ 4 đến 5 tờ giấy, thì là để tránh lãng phí cho các bạn. Các bạn không cần thiết cái chế độ auto calip đó. Các bạn chỉ xài một cổ giấy hoặc là lúc nào cần calip các bạn sẽ tự động calip, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái chế độ đó để tính khi mình mở máy lên, mở máy hoặc mở đầu in lên. Đây các bạn thấy là lúc mà mở máy lên thì nó sẽ tải ra cửa hai tờ, thì mình sẽ hướng dẫn tắt cái chế độ này đi để tiết kiệm. Đây các bạn có thể thấy là hai nút phía trên này này, hai nút có dấu trừ đây, thì các bạn nhấn nút nào cũng được bất kỳ để có thể vào menu của nó. Đây là đang nằm ở mục setting nha, các bạn di chuyển qua mục của cái cale với cái búa này, cái tu bích với cái cale cái búa. Đây các bạn ok vào tool này. Rồi tiếp theo là đây là print information, các bạn nét qua LCD, đây là cái độ sáng của LCD, nét qua luôn. Đây tới phần power up action, thì các bạn đây là đang là calip, thì các bạn có thể là di chuyển được. Đây no motion thì nó sẽ tắt đi, không có tự động calip nữa, nó sẽ hiểu cái chế độ giấy cuối cùng mà mình calip. Còn đây là hash glow action, thì đó là lúc mà các bạn đóng mở đầu in nó cũng sẽ tự động chạy giấy ra đó, thì các bạn tắt đi. Thì như vậy là mình vừa thao tác xong. Rồi các bạn nhấn hai cái này, nhấn hai nút trên để quay ra ngoài đó, là mình đã thao tác xong là cái bước mà tắt cái chế độ auto calip. Lúc nào các bạn cần thì các bạn có thể mở nó lên, thao tác rất là dễ dàng để tiết kiệm giấy. Thì giờ mình có thể là tắt máy đi để mở máy lại cho các bạn xem mình vừa làm nha. Đây. Mình sẽ off máy đi rồi mở máy lên thì giấy nó không chảy ra nữa. Đây các bạn có thể thấy là mình đã khởi động máy lên. Đây, máy đã khởi động lên rồi, mà giấy không chạy ra. Chỉ có giờ mình chỉ có bấm fix giấy nó mới chạy ra thôi, còn không thì nó không chạy ra nữa. Nên mình đã thực hiện thành công cái thao tác đó là tắt cái chế độ calip, tự động auto calip. Vừa rồi mình vừa thực hiện cái thao tác đó là tắt cái chế độ auto calip mỗi lần mà mình tắt mở máy hoặc là đóng mở đầu in, giấy nó tự động chạy ra 2-3 tờ để tiết kiệm giấy. Mình vừa chỉ các bạn xong, thì trong quá trình sử dụng hoặc là thao tác các bạn không làm được, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mà Vật, thì mọi thông tin để liên hệ ở bên dưới đường link. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.